Đừng bỏ đi, hãy tận dụng nó. Hãy tận dụng nó. Không hề thôi, ta sẽ làm. Hãy cùng sống xanh. Thái Thùy Linh không chỉ là một ca sĩ nổi tiếng với chất giọng khỏe đẹp mà nàng du ca còn được công chúng mến mộ bởi dày đặc các hoạt động thiện nguyện tích cực và mạnh mẽ. Cho đến nay, tên tuổi Thái Thùy Linh gắn liền với hơn 200 chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện. Khi đại dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát tại thành phố Hồ Chí Minh, Thái Thùy Linh đã gửi con ở Hà Nội để vào tâm dịch làm chương trình Người Việt Thương Nhau. Giải cứu nông sản, hát cho bệnh nhân nghe, cứu trợ đồng bào miền Nam trong đại dịch, đi nhiều, chứng kiến nhiều những biến đổi bất thường của cuộc sống, Linh chọn cách quay về giải cứu đất. Mảnh đất Linh chọn là ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, nơi đã chai cằn vì hóa chất và ô nhiễm bởi môi trường sống thiếu sự chăm sóc. Thế nhưng, khó khăn tưởng như chỉ có thể quay lưng, thì Linh lại đón nhận và dùng chính cây cỏ tại địa phương để khoác lên cho mảnh đất khô cứng vì ngậm quá nhiều hóa chất và đậm mùi ô nhiễm, một màu xanh của núi rừng và hương thơm tinh khiết của cây trái bản địa. Mùa hè năm 2022, tôi lần đầu tiên đặt chân đến cái mảnh đất ở dưới chân núi này. Thực sự là cái ngày đầu nó bẩn lắm, nước thải sinh hoạt bừa bãi, tràn lan, mũi khó chịu, mắt khó chịu, chân đi cũng khó chịu. Người dân gần như không có cái quy hoạch gì cả. Tuy nhiên, cái núi đá rất là đẹp và làm cho tôi siêu lòng. Khi mà mình nhìn thấy một cái mảnh đất mà nó đẹp như thế này, lẽ ra nó phải đẹp rất là nhiều. Mình thấy tiếc quá, thế cho nên là quyết tâm thử sức ở một cái mảnh đất mà Linh rất là quan trọng về cái câu chuyện về thiên nhiên. Linh rất là thích suối. Riêng cái mảnh đất này thì không có suối, hoặc nói đúng hơn là đã từng có suối, nhưng mà một cái suối tự nhiên thì đã bị bê tông hóa rồi. Tuy nhiên cái điều này cũng cho thấy là cái phong thủy của mảnh đất vẫn rất là tốt. Lên phương án để cải tạo cái mảnh đất này, đầu tiên là dọn hết cho nó sạch sẽ đi, và tất cả những cái thứ gì mà trước đây đã từng rất là ô nhiễm, tất cả những cái cây này bà con đều dùng hóa chất rất là nhiều, thì việc đầu tiên là làm cho nó quang quẻ đi, rồi sau đó là gieo hạt để thải độc. Chúng tôi đã gieo hạt trên toàn bộ cái mảnh đất này, vãi hạt ra đến đâu thì gà hàng xóm là mổ giúp đến đấy. Cái chất đất ấy, nó không phải là một cái chất đất tốt, nó lì rất là nhanh mà cằn, mà nó nghèo bởi vì là bao nhiêu cái dưỡng chất làm gì còn nữa đâu. Cả một cái thời gian dài nó giống như là bị chai đi. Lúc này cái việc cải tạo đất là cái việc cấp thiết ban đầu, thải độc và cải tạo. Thế chúng tôi cũng đã phải quây từng cái mảnh nhỏ để gà không có xơi hạt của mình, đổ thêm rất là nhiều mùn, tắt các cái cỏ cây cái thứ ở xung quanh, tưới thêm vi sinh để tạo được những cái lớp mùn và những cái dưỡng chất để hồi sinh đất. Thực ra ban đầu thì không có nhiều kinh nghiệm như bây giờ. Cách đây một năm thì tôi tốn rất là nhiều học phí cho cái cải tạo đất. Đấy, lúc thì gà ăn, lúc thì chim trời nó mổ, lúc thì những cái cơn mưa nó rửa trôi hết. Dần dần hiểu được những cái thực tế ở đất của mình thì có những cái giải pháp chắc chắn hơn. Hiện nay một trong những cái cách mà tôi thấy rất là hiệu quả trong cái việc cải tạo đất là khoanh thành từng khu nhỏ, cải tạo khu nào là nó được một cái khu đó luôn, nó không bị lan man. Ở những cái khoảnh đất hoang mọi người sẽ ít đặt chân vào, chẳng hạn như là những cái giải đất ở chân núi ấy. Trời ơi, ở những cái vùng như này thì các cái cây cỏ bản địa nó có một cái sức sống rất là mãnh liệt. Chính vì thế mình trồng bất kỳ cây gì, dù là cây rau hay cây hoa, cũng đều rất là nhanh bị cây bản địa xâm lấn. Tôi quan sát và sau đó là quy hoạch ở góc nào thì mình định trồng cái cây gì. Ở trên là mình trồng những cái cây hoa bụi, bên dưới thì mình cũng lại phải trồng những cái loại cây hay là những cái loại hoa mà nó bò sát. Đất mà để hoang thì cỏ dại sẽ mọc rất là kinh khủng. Ở trên cái mảnh đất này thì có một cái loại cỏ là được chúng tôi chủ đích trồng. Đấy là một cái loại ở địa phương thôi. Cái giống cỏ này nó chỉ mọc thấp thấp như này thôi. Cái cỏ này có cái tác dụng cố định cái đường đi, để cho mình đặt những cái tấm bê tông hay những cái tấm đá, nó không có bị xô lệch, nó giữ cái sự rửa trôi. Bởi vì cái vùng đất này mưa một cái là trôi hết màu, trơ ra đá các cái sỏi nhỏ. Thế thì ở những chỗ nào mà định làm lối đi hay là cái sân chơi hay một cái sân tập yoga, chúng tôi là chủ đích chọn cái loại cỏ và chúng tôi trồng ở đó. Nó cũng mang lại các cái tác dụng, chứ mình không đến mức là mình cứ nhìn thấy cỏ là mình diệt. Nếu như mà cỏ đặt đúng chỗ thì cũng rất là đẹp và cũng mang lại những lợi ích cho mình. Trong cái quá trình hoàn thiện ấy, thì ngay khi mà cái sân cỏ nó hiện lên thì mọi người đã rất là thích được. Và không phải riêng cỏ, tôi cũng tìm hiểu về những cái cây bản địa. Ưu tiên số 1 là những cái cây bản địa ngắm được mà vừa ăn được và vừa chữa bệnh được. Rất là nhiều cái loại thực vật của Việt Nam đều là đáp ứng được những cái tiêu chí như vậy. Chẳng hạn như là sải đất này, cỏ mần trầu, lá rổi, màu gà này, có các loại chuối khác nhau. Và ngay kể cả hoa hồng, chúng tôi cũng phải tìm những cái loại hoa hồng là cái giống cổ. Mình hiểu được rằng ở cái vùng này thì các cái điều kiện nó có thể hơi khắc nghiệt. Nắng thì nắng quá, mưa thì cũng mưa rất là to. Vì biết như vậy cho nên là
cố gắng là tìm hiểu và chọn lọc những cái loại cây nó sẽ có một cái độ thích nghi rất là cao. Bây giờ đi quanh xóm này đâu cũng đều thấy hoa hay là những cái loại cây ăn được, cây làm thuốc được, và nó tạo nên một cái màu xanh trong một cái thời gian rất là ngắn. Cái sức sống của nó rất là tốt. Tôi mong muốn rằng là những tất cả những cái mảnh đất mà tôi cải tạo thì nó sẽ đều phải đầu tiên là sạch, thứ hai là xanh. Là cây chính là một trong những cái điểm nhấn rất là quan trọng. Cây là một cái đồ trang trí nó rất là bền vững. Tiếp theo là phải là sự hài hòa. Hài hòa với cảnh quan, với thiên nhiên, với cái đời sống xung quanh. Tôi đã đi nhiều nơi và thú thật là tôi rất dị ứng với những cái biệt thự mà nguy nga. Nó rất là lẻ loi và lạc lõng giữa một cái vùng quê. Những cái lâu đài mà gần như không liên quan gì đến xung quanh như vậy. Và đấy là cái điều mà tôi không bao giờ muốn làm ở trên những cái mảnh đất của mình. Tôi phải tham khảo rất là nhiều. Mình đâu có phải kiến trúc sư đâu, mình cũng không phải là họa sĩ. Như vậy là mình cần phải học hỏi rất là nhiều. Và cái quá trình mà mình đi biểu diễn, mình đi du lịch thì mình chắt lọc những cái gì là hay, sau đó mình mang về trên cái mảnh đất này, mình xem xét trên một cái tổng thể ở xung quanh, các kiến trúc ở xung quanh như thế nào, đời sống của bà con, rồi là cảnh quan thiên nhiên nó như thế nào, thì để ra một cái phong cách, một cái thiết kế cho một cái mảnh đất mà làm sao nó vừa giữ được những cái nét bản địa, nó cũng vẫn mang lại cái sự tiện nghi cho những người mà sẽ sống ở đây. Muốn cho nhiều người thành phố về nông thôn thì cái cuộc sống ở nông thôn đầu tiên nó cũng phải có một cái tiện nghi vừa phải, nó phải sạch sẽ, nó phải thuận tiện. Bởi vì là người thành phố thì không thể nào mà có nhiều các cái kỹ năng để mà sinh tồn ở thiên nhiên như là người ở nông thôn, đặc biệt là ở nông thôn vùng núi như thế này. Thế cho nên là bạn sẽ thấy rằng là tất cả đường đi lối lại, bếp núc nhà cửa ở đây, khi tôi làm tôi đều luôn luôn dung hòa giữa cái tính bản địa và cái nhu cầu của người thành phố. Bởi vì nếu mọi thứ nó đều khó mà nó phức tạp quá, nó mệt quá thì mình không thể nào mà thu hút được mọi người về đây. Ngay như kể cả con cháu của mình thôi, là các bạn nhỏ về là sẽ chán ngay. Nhưng hiện nay những cái đất cũng như là nhà ở đây thì đều đã được thiết kế thuận tự nhiên, rất là hài hòa với thiên nhiên, nhưng mà vẫn có được những cái tiện nghi tối thiểu cho người sử dụng. Hay như bạn có thể thấy là tất cả những cái chấn song cửa sổ, thay vì cứ phải chỉn chu và thẳng thớm vuông vắn, thì tôi để những cái thân cây keo. Cây keo là một trong những cái vật liệu rất là quen thuộc ở vùng này. Nó rẻ tiền, nó dễ thực hiện và cũng rất là dễ kiếm, rất là dễ thay thế. Hoặc như mái nhà được lợp cỏ tranh. Ban đầu ấy thì ai nhìn thấy cái nhà gạch này đứng ở trên cái mảnh đất này thì đều nói là đập nó đi, bỏ nó đi. Nhưng mà tôi thì nghĩ rằng là đập thì nó đơn giản lắm. Mình tìm cách để làm cho nó tiện nghi hơn, nó đẹp hơn thôi. Thứ nhất là tránh lãng phí. Cái thứ hai rằng là mình cần phải linh hoạt trong các cái phương án ấy. Bởi vì không phải ai ở nông thôn cũng có điều kiện là lúc nào cũng đập đi xây mới. Chúng ta sẽ thải rất nhiều rác ra môi trường. Thế thay vì đập đi thì tôi luôn luôn cố gắng là tìm cách là giữ lại những cái gì là tốt. Và mình sẽ chỉnh sửa nó, mình can thiệp nó một cách nhẹ nhàng thôi. Bởi vì với một cái mảnh đất này chúng ta có thể sử dụng được vào rất là nhiều mục đích. Khi mà tôi xây dựng cái bản thiết kế thì nó vừa có cái tính chung. Đó là một cái khoảng sân rộng, có những hoạt động chung, có một cái nhà chung. Và vừa có những cái không gian cũng khá là riêng tư, để nếu như là một đại gia đình hoặc là một nhóm các bạn bè cùng nhau sống trên cái mảnh đất này thì luôn luôn có cái sự chung và riêng, và làm nào để cho mọi người đều được hưởng cái không gian khoáng đạt, một nơi để tu tập, để thiền, để thực hiện rất là những cái hoạt động chữa lành chẳng hạn, hoặc là làm một cái nơi làm để chia sẻ không gian với cộng đồng. Cái mô hình như thế này là mở ra rất là nhiều ý tưởng cho những ai mà cảm mến cái mảnh đất này. Một cái lợi ích sẽ nhìn thấy rất rõ là những cái nơi như thế này sẽ tạo ra cái công ăn việc làm cho một số người dân ở địa phương. Cánh cổng xóm hữu cơ 3 sẽ mở rộng ra để đón bạn bè, đón mọi người trong cộng đồng đến chơi, có thể đến học hỏi, tham quan cái mô hình này, và để nhân lên nhiều những cái mảnh nhà vườn đẹp và thân thiện với tự nhiên như vậy ở khắp nơi. Xin chào các bạn, hôm nay Thái Thùy Linh sẽ chia sẻ với các bạn một cách để làm ra cái men vi sinh bản địa. Từ cái vi sinh này thì Linh cùng với các anh em, các cộng sự của mình lại tiếp tục chế ra rất là nhiều những cái dung dịch để có thể bổ sung dinh dưỡng cho cây, chế ra những cái loại phân bón hữu cơ, thuốc trừ sâu hữu cơ uống được, và rất là nhiều những thứ khác nữa. Nhưng hôm nay thì Linh sẽ chia sẻ với mọi người cái cách làm vi sinh, hay còn gọi là nó có tên là IMO4. Trước tiên là chúng ta sẽ cần 10 lít nước, 1 cân đường, khoảng 10 gói vi sinh, 2 hộp sữa chua, 5 quả chuối tây. Bây giờ mình sẽ cho vi sinh vào đây, cho ăn đồ ngọt này, cho ăn 2 hộp sữa chua, mình cho ăn chuối, khuấy hoặc là lắc. Đó. Đậy nắp lại khoảng 24 giờ, bạn đã bắt đầu có thể lấy cái dung dịch này ra để dùng. Chúc các bạn thành công.
Kim Bôi Hòa Bình là một điểm đến khá gần, cách Hà Nội khoảng tầm 70 cây số. Thì đây là một cái khu nổi tiếng từ trước giờ với suối khoáng nóng. Nhưng song hành như thế thì cái vùng đất xung quanh cũng rất cằn cỗi mà hướng tới vấn đề bản địa. Để nhìn nhận cái giá trị tổng quan của bản địa, gắn kết cái giá trị văn hóa bản địa vào với sản phẩm du lịch, khai thác những cái giá trị xung quanh, cái cây trồng ở đấy phải là cây gì, sinh kế xung quanh nó sẽ là gì. Đấy, và làm thế nào để tạo được cái không gian riêng biệt, tạo được cảnh quan riêng biệt trong một vùng đất đảo đó, thì nó mới tạo được cái sức hút riêng biệt để thu hút khách đến. Từ Hà Nội lên đến Hòa Bình thì rất nhiều những điểm đã mọc ra như thế. Đấy, nhưng cũng rất nhiều những bài học thất bại từ cái vấn đề không biết tận dụng giá trị văn hóa bản địa, không biết tận dụng cái cây sinh kế của bản địa để tạo thành sản phẩm du lịch. Bởi vì là làm ra rất lâu rồi nhưng mà cái lượng khách đến cũng gần như không có. Thì chỉ có bám vào giá trị văn hóa bản địa tại địa phương thì mới tìm ra được cái câu chuyện cũng như là gắn kết cái gì và tạo sức hút ra sao. Đấy, và cái câu chuyện của mỗi một điểm đến thì thường thường đều tạo ra công an việc làm cho địa phương. Và từ cái có như gắn kết cộng đồng đó thì nó tạo thành một sức mật tập thể và nó tạo thành một cái tổng quan của cả một hệ thống phát triển. Thì chỉ có câu chuyện gắn kết và tạo ra cái sự liên kết chặt chẽ giữa cộng đồng địa phương và gắn kết được với nhau, tạo ra sản phẩm khác biệt, đấy, mang ra những giá trị văn hóa, sức hút khác biệt để cộng với giá trị thiên nhiên xung quanh. Đấy, thì chúng ta sẽ có nhiều lợi thế hơn. Rất nhiều mô hình được sinh ra nhưng không phải mô hình nào có sự khác biệt, bởi vì chúng ta từ đều biết cái vùng cung Đông Tây Bắc từ trước giờ là lên đấy suốt ngày có như là gà nướng, nhà sàn và cơm lam, cái món có như là nó giống nhau hết rồi, thành thử cái sản phẩm nó cứ nhà giống nhau. Và chính vì giống nhau như thế sẽ không tạo ra cái sức hút khác biệt. Và bây giờ bắt buộc cái định hướng phát triển thời điểm này là cần phải có sự nghiên cứu sâu và gắn kết cộng đồng để tạo ra sự khác biệt.